với một cái tâm hoan hỷ, thì đấy là nó sẽ trở thành thiền niệm thí. Vậy thì ai muốn thực hành được cái pháp thiền niệm thí, người đấy phải trước tiên là phải làm cái việc bố thí. Sau đó mình sẽ tưởng nhớ đến cái việc bố thí của mình, nhất tâm trên cái hành động bố thí đó, sẽ phát triển được cái tâm thiền, gọi là thiền niệm thí. Thế nào là bố thí? Thế bây giờ phải hiểu thế nào là bố thí. Bố thí nó có một cái nghĩa khá là rộng. Chứ nó, bây giờ mình chỉ cần hiểu đơn giản bố thí là mình rút ra một cái khoản tiền nào đấy mình cho người khác, hay là mình cho về những cái thuộc về những cái vật dụng hàng ngày, hay là mình cho về những cái thức ăn hàng ngày, hay là mình cho người khác những cái mà mình có. Nhưng mà đối với cái việc bố thí nó cũng có một cái nghĩa rất là rộng. Thì bây giờ thì trước tiên mình cần hiểu những cái hành động bố thí đó. Bố thí có rất nhiều cách. Thế nào là bố thí? Bố thí là san sẻ, là ban cho, là mình san sẻ ban cho những cái vật thuộc về sở hữu của mình một cách hoàn toàn tự nguyện. Một mà chứ nếu bây giờ mình là bố thí mà bị ép buộc ấy, ép buộc ví dụ như là có người nào đến người ta bảo là mày phải cho tao cái này, thì lúc đấy nó còn là bố thí không? Ví dụ đấy, như kiểu là mình bị người khác ép là phải đưa cho người này, phải đưa cho người kia, thì cái đấy nó không phải là bố thí. Mà bố thí mà nó phải là phát khởi ra từ trong cái tâm mình, khởi lên cái tâm là muốn cho người khác, muốn san sẻ cho người khác, thì nó mới là bố thí. Còn nếu bây giờ nó là cái sự trao đổi, mình cho người cái này để người cho mình cái khác, thì cái đấy có là bố thí không? Nó không phải là bố thí. Nó là một cái sự trao đổi thì không phải là bố thí. Thế bây giờ mình có những cái ngày mà hay người này đi tặng quà người kia, ví dụ ngày Tết chẳng hạn, mình hay đi người này lại đi tặng cho người kia một cái món quà, thì cái đấy có phải bố thí không? Cái đấy nó cũng là bố thí, nhưng mà nó cũng chưa chắc đã phải là bố thí. Nó còn tùy theo cái tâm lý của cái người đấy. Cái người đấy mình có cái tâm san sẻ không, hay là đây là mình chỉ là làm theo tục lệ, làm theo truyền thống. Nếu mà cái đấy nó chỉ là hành động này, là hành động bắt buộc mình phải làm theo tục lệ, làm theo truyền thống, thì nó lại cũng không phải là bố thí. Mà bố thí mà nó phải là phát ra từ cái tâm của mình là muốn ban cho, muốn san sẻ, muốn chia sẻ. Thì với một cái tâm hoan hỷ muốn chia sẻ cho người khác, đó là để mình cho đi, để mình diệt trừ cái tâm tham ái. Ví dụ như là bây giờ mình có rất là nhiều của cải, và mình sẽ có cái tâm tham ái dính mắc đối với lại những cái vật chất, cái của cải đấy. Và khi mà mình cho ai thì mình nó làm sao? Ví dụ người ta bảo là đồng tiền liền khúc ruột, mình cho người khác thì mình đau như là bị đứt ruột ấy. Nhưng mà mình phải cho nhiều lần, lần này nó đau nhưng mà lần sau nó sẽ đỡ đau hơn, cho đến khi nào mà nó hết đau thì lúc đấy nó thành bố thí. Thì thường thường nó thế. Cho nên là cần phải tập cái hạnh bố thí để làm sao để mình giảm bớt cái dính mắc, cái tham ái đối với cái tài sản này. Bởi vì cái sự dính mắc tham ái nó rất là nguy hiểm, nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó cứ không bao giờ thoát ra khỏi những cái vật chất được, mà nó cứ bị dính mắc ở đấy. Thế nên là mình bị cuốn, bị trói buộc ở trong cái dòng sinh tử này. Tức là những cái đơn giản như vậy mình còn không buông xả được, tức là những cái vật chất, những cái tài sản ở bên ngoài mình còn không buông xả được, huống chi là có những cái như là cái thân của mình, thì làm sao mình buông xả được? Cái tâm của mình, cái đời sống này, làm sao mình buông xả được? Buông xả làm sao được cái thân năm uẩn này, mình sẽ dính mắc cái thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức nó còn mạnh như thế nào nữa. Vậy cho nên là mình cần phải xả từ cái dễ, rồi sau đó mới xả được đến cái khó, để cuối cùng mới đi đến giải thoát, mới thoát ra khỏi cái sự chi phối của mọi thứ được. Cho nên vậy nên là phải tập hành cái hạnh bố thí bằng cái cách là, thứ nhất là bố thí về tài sản, là của cải vật chất, và thứ hai là pháp thí, là tư tưởng thiện lành cao thượng,
Và cái bố thí thứ ba là vô úy thí, là che chở bảo vệ hộ trì cho sự bình yên, là bảo vệ cho người khác khỏi cái sự sợ hãi, là vô úy thí. Có ba cách bố thí như vậy. Thế giờ mỗi người mình có những cái cách hành cái sự bố thí này khác nhau. Mình có rất nhiều cách để bố thí, miễn là mình hiểu được cái cách bố thí thì cái, mình sẽ thực hành được cái hạnh bố thí này. Bố thí thế nào là bố thí tài sản? Bố thí tài sản, nên cái gì là tài sản của mình? Mình có rất nhiều tài sản. Bây giờ mình nghĩ là nhà cửa, tiền vàng bạc của cải, xe cộ, thì đấy là tài sản của mình. Ngoài ra còn cái gì là tài sản nữa? Tài sản, có những cái thứ gọi là tài sản bên ngoài, và có những cái nó thuộc về tài sản ở bên trong. Tài sản ở bên ngoài là những của cải do mình sở hữu. Có những thuộc cái thì nó thuộc về bất động sản. Bất động sản như đất đai, nhà cửa, những cái gì nó nằm im. Có cái nó thuộc về động sản như châu bò, nhưng nó biết bò bò nên nó là động sản. Thì những cái đấy nó thuộc về tài sản ở bên ngoài. Còn những cái nó thuộc về tài sản ở bên trong, như là thân thể của mình. Những cái ví dụ như bây giờ mình dùng cái thân thể, cái sức lực của mình để mình giúp đỡ ai đây. Hay là có cái người người ta hay đi gọi là hiến máu nhân đạo, thì cái đấy nó cũng thuộc về tài sản ở bên trong. Có người người ta dùng cái sức lực để phục vụ giúp đỡ mọi người, thì cũng là những cái tài sản thuộc về thân thể này. Có những cái tài sản này nó thuộc về trí tuệ, tài sản về tinh thần, như là các cái tác phẩm, các cái sự phát minh, các cái nghiên cứu, thì đấy nó cũng là những cái tài sản mà có thể bố thí cho mọi người được. Thì ban tặng cho người khác những thứ đó thì được gọi là bố thí tài sản. Bố thí những cái tài sản ở bên ngoài. Thì bây giờ vợ con thì có phải là tài sản không? Ví dụ như là chồng con có phải tài sản không? Hay tài sản của mình không? Có được phép mang đi bố thí không? Sở hữu, những cái gì là do mình sở hữu thì đấy là tài sản của mình. Thế nào là bố thí pháp? Bố thí pháp thì pháp ở đây có nghĩa là những cái tư tưởng, những cái pháp môn, những cái pháp để mà áp dụng trong cuộc sống này. Có những cái pháp để áp dụng cái đời sống tu tập về tâm linh, tức là có những cái pháp gọi là pháp thế gian và pháp suốt thế gian, có hai pháp. Thì có người gọi là bố thí pháp ở đây. Bố thí pháp thế gian bao gồm là sự giáo dục đào tạo, các cái kiến thức, các ngành nghề, các lĩnh vực trong cuộc sống, đấy được gọi là bố thí pháp. Đấy là những cái pháp thế gian. Ví dụ bây giờ mình đi dạy cho người khác, người ta biết đọc biết viết, thì cũng đấy cũng là một cái pháp. Mình dạy cho người khác, người ta biết nói nhiều thứ ngôn ngữ, đấy nó là những cái pháp ở thế gian. Thế nên mình dạy cho những cái người khác, dạy cho người khác những cái ngành nghề, những cái công nghệ, truyền đạt những cái công nghệ, ví dụ như là dạy cho người ta biết về những cái phương thuốc để chữa bệnh, dạy cho người khác làm những cái nghề nghiệp kiếm sống hàng ngày, nó cũng là pháp. Và đấy là những cái pháp thế gian. Nhưng mà ví dụ có những người người ta dạy những cái đấy nhưng mà người ta không có thu học phí. Ví dụ bây giờ mấy cô giáo hay là mấy thầy giáo đi dạy học thì có được gọi là bố thí pháp không? Khi nào mà dạy mà không lấy tiền thì lúc đấy là bố thí. Và hôm nay đi dạy học làm miễn phí đấy. Mà ai mà cứ làm cái miễn phí thì người đấy đang là bố thí những cái pháp thế gian.
Còn nếu mà mình lấy tiền rồi thì không còn bố thí nữa, lúc đấy nó là trao đổi công việc. Pháp giải thoát, bố thí những cái pháp giải thoát, giảng dạy giáo lý như là bỏ ác làm lành, giảng dạy về giới, về định, về tuệ, các cái đời sống tu tập về nội tâm, hướng đến sự đoạn trừ tham sân si, giải thoát giác ngộ chân lý và giải thoát sinh tử. Thế thì bây giờ mình bố thí cho người khác những tư tưởng đấy thì cũng được gọi là bố thí pháp, hay gọi là pháp thí. Pháp thí mình giảng dạy giáo pháp cho người khác. Có ai đi giảng mà lấy tiền không? Hay đi giảng pháp ấy, giảng pháp có ra giá trước không? Hôm nay đi giảng pháp, ai nghe giảng pháp là phải đóng tiền. Nhưng giảng pháp thì sẽ là bố thí. Thường thường những người đã ra giảng pháp là một sự bố thí. Vậy thì đấy là pháp thí, ban tặng cho người khác những thứ đó thì được gọi là bố thí pháp. Giữa cái bố thí về cái tài sản với lại bố thí về pháp thì cái nào nó dễ bố thí hơn? Cái gì dễ bố thí hơn? Tài sản dễ bố thí hơn nào? Pháp mà muốn bố thí được pháp thì làm sao? Thì mình phải có pháp. Muốn bố thí tài sản thì làm sao? Thì phải có tài sản. Để có tài sản mới bố thí được. Mà tài sản bố thí nhiều thì nó sẽ hết, phải không? Mà pháp bố thí thì có hết không? Pháp bố thí sẽ không hết. Vậy thì cố gắng mà có pháp để mà bố thí. Cố gắng làm sao mà tạo ra nhiều pháp để mà bố thí. Bố thí pháp là bố thí bất tận này. Bố thí chẳng bao giờ hết được. Bố thí tài sản một thời gian nó hết. Bố thí tài sản thì được cái gì mà bố thí pháp thì được cái gì? Được cái quả báo như thế nào? Bố thí tài sản ấy, thì mình sẽ được những cái phước báo ấy, nó liên quan đến vật chất, đến cái đời sống vật chất. Còn mình bố thí pháp thì sau này mình sẽ được cái phước báo mà nó liên quan đến cái đời sống tinh thần. Người bố thí tài sản sau này thì giàu có, người bố thí pháp thì làm sao? Thì sau này được cái phước trí tuệ, thì nó có hai phước đấy. Thì bây giờ mình thích cái phước gì? Thích giàu có hay thích trí tuệ? Mà thích cả hai thì bố thí cả hai. Vậy thì bây giờ mình tưởng nhớ đến cái gì cũng được. Mình bố thí tài sản xong rồi mình niệm thí, hoặc là bố thí pháp xong rồi mình tưởng nhớ đến cái hành động bố thí đấy, rồi mình niệm cái pháp bố thí cũng được. Còn thế nào là bố thí cái sự vô úy? Có cái sự gọi là vô úy thí. Vô úy có nghĩa là không sợ hãi. Bố thí cái sự không sợ hãi. Tức là bây giờ mình bố thí cho ai một cái mà không khiến cho người ta không sợ. Không sợ thì là không sao? Ví dụ bây giờ người ta sợ, sợ cái gì? Ai sợ cái gì mà bây giờ mình bố thí cho người ta hết sợ? Thì thường thường thì con người hay sợ cái gì? Sợ chết. Thì bố thí cho cái gì thì người ta hết sợ chết? Nếu bây giờ có người khác mà tôi sợ chết, thì bây giờ mình sẽ bây giờ mà hãy bố thí cho tôi cái hết sợ chết, thì bố thí làm sao? Có phép thí được cái này không? Con rất là nhiều nỗi sợ. Thế thì bây giờ phải tìm ra nguyên nhân tại sao người ta sợ chết. Tại sao lại sợ chết? Tại vì cái người đấy là sao? Tham ái với sự sống cho nên sợ chết. Thì bố thí cho người ta một cái hết tham ái thì người ta sẽ hết sợ chết. Làm sao để cho người ta hết tham ái? Người ta giác ngộ ra được sự thật thì người ta sẽ hết tham ái với sự sống, thì người ta sẽ hết sợ chết. Còn người còn sợ cái gì nữa? Có người thì bảo là sợ cướp, thì mình bố thí cho người ta gì? Sợ dạy võ cho người ta hết sợ. Có người bảo sợ tối, sợ ma, thì bố thí cái gì? Bố thí cho bùa là người ta hết sợ. Vậy thì bố thí cái gì để cho người ta hết sợ? Thì cái đấy là vô úy thí, bảo vệ cho người ta hết sự sợ hãi. Ví dụ như là có những cái đứa trẻ nó sợ hãi,
thì nó sống nó còn phải lệ thuộc vào những người lớn, thì những người lớn là những người bảo vệ che chở, bảo vệ che chở cho trẻ em. Chứ bây giờ trẻ con mà nó chưa trưởng thành, không không có người lớn bảo vệ che chở thì làm sao mà nó sống được. Vậy thì bây giờ có cái sự bảo vệ, có cái sự bảo vệ cho người khác, thì cái đấy là cái người bảo vệ cho người khác hết sự sợ hãi, bảo vệ cho người khác hết cái sự sợ hãi về cái sự nguy hiểm. Nguy hiểm nó có rất là nhiều cái sự nguy hiểm, nguy hiểm về chiến tranh, bệnh tật. Ví dụ như là bây giờ có cái người người ta bảo vệ bờ cõi, ai đang bảo vệ bờ cõi thì người ta có phải là cái người đang bố thí không? Bảo vệ có người đi đánh nhau để bảo vệ, đi đánh giặc ấy. Cho nên là có người mà phải biết ơn những cái người bảo vệ, biết ơn vua bảo vệ cho dân. Thì có những cái người bảo vệ sự bình yên. Ví dụ như có người bây giờ đi luôn luôn đi bắt cướp, bắt trộm bắt cướp, công an đi bắt trộm bắt cướp, đấy cũng là bảo vệ cho người khác thoát khỏi cái sự sợ hãi về giặc cướp. Không có gì thì thế gian này sẽ loạn lạc mà. Đấy, bảo vệ thoát, nhờ có những người bảo vệ mà thoát khỏi những nỗi khổ về thân, thoát khỏi những nỗi khổ về tâm. Nhờ có cái sự bảo vệ của người khác mình mới được bình an, thoát khổ đau. Bây giờ mình đang ở đây có ai bảo vệ cho mình không? Vẫn có rất nhiều cái sự bảo vệ trong xã hội, nó phải có cái sự bảo vệ cho nhau ấy. Thì bây giờ cứ cái người nào mà mình làm một cái việc gì đó mà mình giúp cho người khác cảm thấy an ổn, hết cái sợ hãi, hết cái nỗi sợ về bất cứ vấn đề gì, thì cái đấy là được gọi là bố thí cái sự vô úy. Tức là mình một cái người nào có thể giúp cho người khác, che chở, hộ trì giúp cho người khác được, đấy là bố thí sự vô úy. Ví dụ như là rất nhiều những cái người mê tín thì người ta hay đi cầu cúng ấy, người ta cứ cúng các vị thần linh hãy bảo vệ con, hãy hộ trì cho con ấy. Đấy, sau khi mà người ta lễ bái các vị xong rồi người ta cảm thấy nó an ổn ấy. Đấy, thì vậy thì cái người mà làm được cái sự bảo vệ này phải là cái người làm sao? Phải là một cái người có một cái uy lực lớn, có uy lực lớn hơn, có một cái như các vị thần thì là những vị thần mà phải có thần lực lớn để bảo vệ, phải xua đuổi được những cái vị tà thần. Ví dụ vị chánh thần bảo vệ xua đuổi những cái vị tà thần, những cái người chánh nhân xua đuổi những cái tà nhân. Người chánh nhân bảo vệ cái lẽ phải, bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải và xử lý những cái người ác để cho người ta khỏi quấy nhiễu những cái người yếu đuối. Vậy thì cái đấy là cái sự bảo vệ cho người khác được cái sự yên tâm, bảo vệ cái lẽ phải, bảo vệ cái người tốt để cho những cái người xấu ác người ta không làm hại được người tốt. Vậy thì đấy là cái là bảo vệ. Đây cũng là một cái sự bố thí, một cái gọi là vô úy thí. Thế nào là bố thí một cách thanh tịnh? Thanh tịnh thí, bố thí với một cái là bố thí thì ba thứ đấy: bố thí tài sản, bố thí pháp và bố thí về vô úy. Và phải bố thí một cách thanh tịnh, bố thí một cách thanh tịnh. Thế nào là bố thí một cách thanh tịnh? Thanh tịnh bởi người thí, tức là thanh tịnh bởi cái người làm việc bố thí, tức là người bố thí là người có đạo đức, giữ gìn giới trong sạch, thì đấy là thanh tịnh bởi cái người thí. Tức là cái người bố thí đấy, cái người mình làm việc bố thí nhưng mà mình phải là một cái người sống có giới đức, tức là giữ giới, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì cái cuộc sống, thì những cái hành động của mình nó mới có cái chân chánh, thì cái hành động bố thí của mình nó mới là chánh, nó mới chân chánh. Như như là
một cái người mà hay có tính đi ăn trộm, xong là mình đi lấy trộm của người khác về là mình bố thí, thì cái đấy nó sẽ không có được thanh tịnh. Là cái hành động bố thí của mình đấy nó cũng không thanh tịnh. Hoặc là một cái người sát sinh, mình đi giết mổ những cái con vật xong rồi mình đem những cái thịt của nó đi mình bố thí cho người khác, cho người khác ăn, từ những cái hành động sát sinh của mình rồi mình bố thí, thì cái đấy nó không thanh tịnh. Cái pháp thí đấy không thanh tịnh, và mình những cái pháp thí nó không thanh tịnh đấy thì không nên tưởng nhớ, không nên tưởng niệm đến nó. Tưởng niệm đến những cái mà cái những cái pháp không thanh tịnh đấy nó sẽ làm cho tâm mình bị ô nhiễm. Ví dụ mình cứ nghĩ là hôm nay mình đã giết được con lợn để mình đi biếu được bao nhiêu, có bao nhiêu thịt đi cho mọi người, mình về mình hoan hỉ với cái hành động đấy, thì cái tâm nó có hiện, nó có tốt lên không? Nó sẽ lại tăng trưởng thêm cái bất thiện, cái ô nhiễm, và lần sau mình sẽ muốn làm những cái việc đấy nữa. Hôm nay mình cho mọi người hoan hỉ quá, ai cũng mừng, ai cũng vui, ai cũng cảm ơn mình đối diện lên, lần sau như thế nữa nha. Như vậy thì mình không được tưởng, cái pháp thí đấy nó không thanh tịnh, nó pháp không thanh tịnh thì mình không nên tưởng niệm. Hoặc là mình đi lừa gạt ai, mình đi ăn trộm ở đâu, hay là đi lừa dối ai được cái gì đó thì đem đi bố thí. Rồi khi mà mình bố thí xong mọi người rất là thích thú và cảm ơn, thì lúc đấy mình tưởng nhớ đến cái đấy thì không được. Vậy thì bố thí phải bố thí, cái người làm việc bố thí đấy là phải là người thanh tịnh. Người thanh tịnh tức là cái người đấy là cái người giữ được, ít nhất là phải giữ được năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Rồi sau đó hãng làm việc bố thí thì cái pháp thí đấy mới thanh tịnh. Còn những người mà không giữ giới mà bố thí là pháp thí đấy không thanh tịnh thì không nên tưởng nhớ đến. Vậy thì mình phải tưởng nhớ đến, thứ nhất là mình thanh tịnh, rồi sau đó hãng bố thí. Cái thứ hai là thanh tịnh bởi vật thí. Cái vật mà mình bố thí đấy phải là một cái vật thanh tịnh, nhưng là tức là mình bố thí những cái vật đấy nó có lợi ích cho người nhận, không phải là những cái vật độc hại. Như bây giờ mình cho người ta những cái chất độc, chất hại, chất say nghiện, như là bố thí rượu, bố thí thuốc lá, bố thí những cái mà người ta bị say sưa nghiện ngập, hay là những cái chất độc độc hại, những cái tư tưởng độc hại, những cái văn hóa độc hại, những cái vật dụng mà không có lợi ích. Cho những cái thứ đấy thì sẽ làm hư hỏng người khác, thì cái thứ đấy không có tốt, cái vật thí đấy sẽ không thanh tịnh. Không phải là cái vật thí nào mình không sử dụng, mình biết rằng mình sử dụng cái này là nó không có tốt, không có lợi ích cho mình, thì mình đi cho người khác vậy, thì cái vật đấy nó sẽ không thanh tịnh. Mình biết là mình dùng nó không có tốt thì mình lại cho người khác dùng để làm khổ người khác. Những cái vật có được do sự làm ăn chân chính, không phải là vật phi pháp như cái trộm cướp, thì cái vật đấy mới là vật thanh tịnh. Dù là cái vật tốt nhưng mà do mình làm ăn không chân chính mà có, thì cái vật đấy cũng không thanh tịnh. Hoặc là cái vật đấy là cái vật do mình làm ăn chân chính nhưng là nó lại không có nợ mà nó có hại, thì cái vật đấy cũng là vật không thanh tịnh. Vậy thì về khi mà bố thí cũng phải chọn cái vật thí phải là cái vật thanh tịnh thì mới bố thí. Thanh tịnh bởi người nhận. Người nhận thí phải là người có giới đức trong sạch. Tức là bây giờ cái người nhận, cái người thọ nhận cái sự bố thí này là ai? Thường thường mình bố thí thì mình cho ai? Mình bố thí cho ai? Hay cho ai nhất? Cho người đến ăn xin phải không? Có người đến xin thì mình mới bố thí. Có người đến xin mà. Cái người mà đến xin thì họ có thanh tịnh không? Người đến cái người mà bác gậy đến, bác bị đến nhà mình ăn xin, người đó có thanh tịnh không? Thế thì cho mình cho cái người nhận thí là người như thế nào? Nếu là cái người nhận thí đấy là một cái người mà người ta cũng là cái người giống như là người xì ke ma túy nghiện ngập ấy, cũng hay ăn trộm ăn cắp, hay là cái người đấy cũng ghê gớm, cũng tham sân si, rồi là không muốn làm gì cũng muốn đi xin ăn cho nó rất nhàn thân, thì cái người đấy rồi mình cho xong là mình tưởng nhớ đến, ô mình
hoan hỷ quá, hôm nay đã mình đã bố thí được cho người này. Thì mình tưởng nhớ đến như vậy, cái tâm nó có thanh tịnh không? Nó sẽ không thanh tịnh được. Nếu mình tưởng nhớ đến cái đối tượng là những cái đối tượng nhận thí là những cái người xấu ác, thì cái tâm nó cũng không thanh tịnh mà nó bị nhiễm cái tính xấu đó. Vậy thì bây giờ ai là những bậc thanh tịnh? Ví dụ như là những người nhận thí là những bậc thanh tịnh, đó là những bậc thánh nhân trước, ví dụ như là Đức Phật hay bậc A-la-hán, Tu-đà-hàm, Tư-đà-hàm, Hoàn, những bậc có pháp thượng nhân và những người có giới hạnh, có đức hạnh. Đấy là những người thanh tịnh, người thọ thí, người thọ nhận những bậc thanh tịnh. Vậy bây giờ mình đến chùa mình dâng hoa, mình cúng Phật chẳng hạn, dâng hương lên cúng Phật, thì người nhận là Đức Phật, thì cái hành động đấy là thanh tịnh. Ví dụ bây giờ mình dâng lên trên ban, mình cúng Phật bất cứ một cái gì chẳng hạn, vậy thì cái mình có thể tưởng nhớ đến cái điều đó, và mình tưởng nhớ đến điều đó với tâm hoan hỷ, thì đó được gọi là niệm thí. Và mình niệm thí như vậy thì cái tâm mình nó sẽ thanh tịnh, vì đó là một cái sự cúng dường. Cúng dường thì cũng là một cái tên khác của bố thí. Bố thí với cúng dường thì gọi là cúng thí. Thì mình có cúng lên Đức Phật cũng được, cúng chư tăng cũng được, cúng Phật pháp tăng. Thì những cái hành động đấy là cao, là những cái pháp thí đấy được gọi là thanh tịnh bởi người nhận. Hoặc là mình không có ai, mình có thể bố thí cho những cái người có đức hạnh, có giới hạnh. Ví dụ cái người đấy không có làm những việc ác như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì những người đấy được gọi là những người có đức hạnh, những người có giới hạnh. Nếu mà mình bố thí cho những người đấy thì được gọi là những người nhận thanh tịnh. Là cái người thanh tịnh ít nhất là cái người đó phải giữ được năm giới thì được gọi là người thanh tịnh. Nếu mà bố thí một cách thanh tịnh thì nó sẽ thanh tịnh bởi người thí, thanh tịnh bởi vật thí và thanh tịnh bởi cái người nhận sự bố thí đấy. Thì cái pháp thí đấy được gọi là pháp thí thanh tịnh. Và một cái người mà tưởng niệm đến cái pháp bố thí đấy thì cái tâm nó sẽ thanh tịnh. Còn nếu bố thí không thanh tịnh thì sao? Thế nào là bố thí mà không có được thanh tịnh này? Không có thanh tịnh là bố thí là cái người bố thí có nhiều tham sân si, không có đức hạnh và thường tạo ác nghiệp. Vật thí là những vật không thanh tịnh, bố thí những thứ độc hại, chất độc, chất say, những tư tưởng bất thiện. Người nhận thí không thanh tịnh là những cái người không có giới đức mà những chúng sinh ở cõi thấp, như là quỷ dục sinh. Đấy là những cái pháp thí đấy là không thanh tịnh. Thế nào là bố thí vừa thanh tịnh vừa không thanh tịnh? Có những cái pháp thí nó không hoàn hảo, có những pháp thí thì hoàn hảo, nhưng có những pháp thí thì nó không hoàn hảo, nó được một 50-50. Thanh tịnh bởi người thí thanh tịnh nhưng mà người nhận không thanh tịnh. Tức là người bố thí thì là người có giới đức nhưng mà người nhận thì lại là cái người bất thiện. Thì cái đấy là nó cũng vừa thanh tịnh vừa không thanh tịnh. Hoặc là người nhận là người thanh tịnh nhưng mà người bố thí không thanh tịnh. Thì như thế được gọi là bố thí vừa thanh tịnh vừa không thanh tịnh. Còn thế nào là bố thí một cách hoan hỷ? Thì bây giờ bố thí thanh tịnh là nó ở ba mặt này: người thí, vật thí và người nhận thanh tịnh. Đấy là bố thí thanh tịnh. Còn bố thí một cách hoan hỷ, hoan hỷ tức là mình vui thích với cái sự bố thí ấy. Hoan hỷ là thỏa mãn thích thú với cái sự bố thí ở cả cái ba thời điểm: hoan hỷ trước khi bố thí, hoan hỷ trong khi bố thí và hoan hỷ sau khi bố thí. Khởi tâm hoan hỷ với việc bố thí như thế gọi là thí với tâm hoan hỷ, gọi là bố thí với tâm hoan hỷ. Trước khi bố thí, ví dụ như là mình tác ý hôm nay ta sẽ bố thí cái này, hoặc là mình tác ý là ngày mai ta sẽ đi bố thí, thì hôm nay ở trong tâm nó đã hoan hỷ rồi. Khi mà mình làm cái việc ấy nó cũng hoan hỷ, sau khi mình làm xong thì tưởng nhớ lại nó cũng hoan hỷ. Thì đấy là cái pháp thí hoan hỷ một cách hoàn hảo. Nhưng mà cũng có khi cái sự mà cái tâm hoan hỷ này nó không có được hoàn hảo như thế này.
mà nó sẽ hoan hỷ trước khi bố thí. Nhưng mà khi trong khi bố thí, nhưng mà sau khi bố thí mình nhớ lại, mình khi bố thí xong rồi thì thấy tiếc, khi mỗi khi nhớ lại thấy tiếc quá. Thế thì lúc đấy nó sẽ, thì cái sự bố thí đấy nó sẽ bị ô nhiễm, có thể nó bị ô nhiễm trong trước khi bố thí, có thể mà nó sẽ bị ô nhiễm sau khi bố thí. Có những cái người thì trước khi bố thí không có muốn bố thí, nhưng mà vì có một cái điều kiện gì đó, vì có một cái hoàn cảnh gì đó bắt buộc mình phải đi, mình phải làm cái việc đấy, thì mình cũng làm với cái tâm không được thoải mái lắm. Nhưng mà khi làm xong rồi thì lại cảm thấy hoan hỷ, làm xong rồi thì thấy hoan hỷ. Thì cái hoan hỷ trước khi làm với hoan hỷ sau khi làm, cái nào tốt hơn? Cái hoan hỷ trước khi bố thí với hoan hỷ sau khi bố thí, thì cái hoan hỷ nào tốt hơn? Sau khi bố thí tốt hơn phải không? Có thể là trước không hoan hỷ nhưng mà sau hoan hỷ thì vẫn tốt hơn. Vẫn tốt hơn là hoan hỷ trước mà lại không hoan hỷ sau. Thế nào là thực hành thiền niệm thí? Bố thí một cái thanh tịnh hoan hỷ, sau đó mới thực hành đến cái pháp gọi là thiền niệm thí. Đấy là, tức là mình đã, cái người muốn thực hành thiền niệm thí thì lúc đấy là cái người đấy đã phải làm xong cái phận sự, tức là cái bước chuẩn bị đầu tiên là mình phải bố thí với cái sự thanh tịnh, bố thí với tâm hoan hỷ. Mình bây giờ mình phải nhớ lại trong quá khứ mình đã làm được cái việc đấy rồi, thì giờ mình ngồi mình tưởng nhớ lại cũng được. Đấy, mình tưởng nhớ lại, hoặc là nếu như trong trước kia mình chưa từng làm thì bây giờ mình phải chọn một cái thời điểm nào đấy thích hợp để mình làm cái việc này, đó là phải làm cái việc bố thí với cái sự thanh tịnh và hoan hỷ này. Đấy, sau đó mới ngồi tưởng nhớ lại đến cái hành động này, và mình sẽ phát triển vào cái pháp môn gọi là thiền niệm thí. Đây là sự thực hành thiền niệm thí. Khi thực hành thiền niệm thí thì mình tập trung tưởng niệm đến những đức tính cao thượng của pháp bố thí. Cũng là đến một cái giờ hành thiền ở đấy, mình ngồi ở một cái nơi nào yên tĩnh, độc cư im lặng, rồi là ngồi kiết già lưng thẳng để niệm ở trước mặt, chánh niệm vị ấy nhớ đến cái sự bố thí, chánh niệm vị ấy tưởng nhớ lại cái hành động bố thí. Mà lúc đấy thì mình tưởng nhớ đến cái hành động bố thí, thì mình tưởng nhớ đến cái người bố thí, hay là mình tưởng nhớ đến người nhận thí, hay là mình tưởng nhớ đến cái vật mình bố thí, mình tưởng nhớ đến cái gì? Thì tưởng nhớ đến cả ba cái này. Nó có thể là nó sẽ mạnh nhất ở một cái. Có những cái người thì mình nhớ đến cái hành động bố thí của mình nó sẽ hiện ra rõ. Có khi là cái người nhận thí nó sẽ hiện ra rõ, mà có khi là cái vật thí nó sẽ hiện ra rõ, mà có khi cả ba cái nó cũng hiện ra rõ. Thì mình tưởng nhớ đến ba cái đối tượng đấy. Cái là đối tượng là người bố thí, đối tượng là nhận, cái người nhận thí, và đối tượng nữa là cái vật thí đấy. Ba cái đấy, và mình phải hồi tưởng lại ba cái đối tượng này, bắt đầu tác ý. Thì cái câu tác ý này là mình phải học cho thuộc lòng, nên lúc đấy mình phải tác ý theo cái bài này. Thật sự lợi lạc cho ta, thật sự lợi ích lớn cho ta, trong cuộc đời bị ô nhiễm bởi lòng tham, ta chủ với tâm không bị ô nhiễm bởi tham. Ta bố thí một cách rộng rãi với bàn tay rộng mở, hoan hỉ trong sự bố thí, mong được người yêu cầu, vui mừng được cho, được san sẻ. Cứ niệm đi niệm lại cái này thì đấy được gọi là niệm thí. Và mình niệm đến đâu mình phải thấu hiểu. Bố thí là một cái sự lợi lạc, bố thí có lợi ích, mà lợi ích đấy là khi mình bố thí mà mình nhận thấy là sự bố thí này thật sự là lợi lạc cho ta, sự bố thí này thật sự đem lại lợi ích lớn cho ta. Trong cuộc đời bị ô nhiễm bởi lòng tham, ta ăn chúng bê tông không bị ô nhiễm bởi tham. Đấy là một cái sự lợi ích. Bố thí, ta bố thí một cách rộng rãi, bố thí với bàn tay rộng mở, chứ không phải là bố thí với sự hẹp hòi. Bố thí một cách rộng rãi, bàn tay rộng mở, hoan hỉ trong sự bố thí, mong được người yêu cầu, vui mừng được cho, được san sẻ.
Có bố thí vậy không? Ai đến hỏi xin cái gì mình có hoan hỉ không? Hay cau có, nhăn nhó? Thì bây giờ mà trong khi mình tưởng niệm như thế và mình phải thấu hiểu từng cái câu tưởng niệm đấy, thế nào là lợi lạc của sự bố thí, thật sự là lợi lạc cho ta khi cái tâm mình tưởng nhớ đến hành động bố thí, và mình phải tác ý đến cái sự lợi lạc của bố thí, thật sự lợi lạc cho ta, thật sự lợi lạc cho ta, thật sự lợi lạc cho ta. Lợi lạc cái gì? Bố thí thì được cái gì mà lợi lạc? Bố thí là mất, bố thí ba năm mất, bố thí là cho đi rồi. Vậy thì lợi lạc ở đâu đây? Lợi lạc bởi vì bố thí được lợi lạc vì ban cho người khác, mình cho người khác để cho người ta nuôi cái mạng sống của họ nên mình sẽ được sống lâu. Ví dụ như là mình bố thí cho ai cái gì thì nhờ cái vật thí của mình là mà người ta giúp đỡ cho người ta được cái sự an ổn ở trong cuộc sống. Ví dụ mình cho người ta một đồng tiền thì người ta sẽ sống qua ngày, người ta sẽ mua những thức ăn, người ta ăn thì người ta sẽ duy trì được mạng sống. Người ta cho mình cho người ta thức ăn, nhờ có thức ăn mà sống được. Hay mình cho nhà ở thì người ta có nhà ở người ta mới sống được. Mình cho thuốc men thì người ta có thuốc men người ta mới sống được. Nhờ mình cho người ta y áo người ta mặc người ta mới sống được. Nhờ cái sự ban cho của cái người bố thí đấy mà người nhận thí đấy mới được sống lâu. Thì cái người ban cho đấy sẽ được cái lợi lạc sống lâu. Ban cho, vì mình ban cho là giống như ban cho mạng sống, thì cái người được sống lâu. Ban cho sức khỏe thì được lợi lạc về sức khỏe. Ban cho niềm vui thì được lợi lạc về an vui. Ban cho sắc đẹp thì được lợi lạc về sắc đẹp. Khi mà mình bố thí về được nhiều người yêu quý nên có nhiều bạn bè, có nhiều người thân cận, đấy là cái lợi lạc của sự bố thí. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe, trí tuệ thì nó sẽ tăng trưởng cái người mà hay bố thí nó sẽ tăng trưởng về cái mạng sống. Người nào mà bố thí nhiều cái người đấy, nếu mà cái quả phước nó sẽ trổ ở hiện tại này, thì cái người đấy sẽ được sống lâu hơn, nó sẽ tăng trưởng về người đó có sức khỏe hơn, an vui hơn, sắc đẹp hơn, được nhiều người yêu quý hơn. Rồi nó không tăng trưởng ở đời này thì nó tăng trưởng ở đời sau, nó tăng trưởng nhiều đời nhiều kiếp, nó sẽ trổ quả nhiều lần. Thì đấy là cái sự lợi lạc của cái sự bố thí. Thế thì bây giờ mình tác ý đến cái sự lợi lạc đấy mà mình khởi lên cái tâm hoan hỉ. Thật sự bố thí là một cái sự lợi lạc, được cái sự lợi lạc, lợi về cái sự an lạc, gọi là lợi lạc. Mình sống lâu mình có cảm thấy an lạc không? Hay là sống lâu cảm thấy khổ? Thì mình có thích sống lâu không? Có sức khỏe thì có thấy an lạc không? Có an vui thì có an lạc không? Có sắc đẹp có an lạc không? Hay là thích xấu? Được nhiều người yêu quý có an lạc không? Hay là thích người ta ghét? Thế đấy là lợi lạc ha. Lợi về cái sự an lạc ấy. Lạc về thân, lạc về tâm ấy. Đấy là lợi lạc cho ta. Bố thí sẽ có lợi lạc, thật sự lợi ích cho ta. Lợi lạc với lợi ích nó có giống nhau không? Ích với lạc, thật sự lợi ích cho ta. Mình lợi ích là lợi ích cái gì? Ích nước lợi nhà, phải không? Lợi ích vì đã được làm thân người, được gặp giáo pháp, lại được an trú với tâm không ô nhiễm, vì san tham, vui thích bố thí và san sẻ. Vậy lợi ích là lợi ích cái gì đây? Lợi ích cho bản thân. Cái tiền là lợi ích cho bản thân này. Chạy mất mấy cái rồi. Lợi ích thứ nhất là lợi ích cho bản thân ấy. Nếu mà mình bố thí xong rồi mình mới tác ý là cầu mong cho cái sự bố thí này cho con được đoạn trừ phiền não, chứng đắc niết bàn trong ngày vị lai. Đấy là lợi ích cho bản thân mình nhé.
lợi ích là nó sẽ có thể nó đến ở tương lai thôi. Có cái người mà nguyện là trong tương lai nó thành Phật chẳng hạn, thì cái sự bố thí đấy nó sẽ hỗ trợ cho cái ước nguyện thành Phật đó thành tựu. Có cái người mà ước nguyện là trong tương lai nhờ cái sự bố thí này mà trở thành một vị độc giác, hay là trở thành một vị A-la-hán, hay là trở thành một vị vua chuyển luân thánh vương, hay là một vị vua ở cõi trời, hay là một vị vua ở cõi người, hay là mình muốn trở thành một cái vị chư thiên, hay muốn trở thành một cái người nam, một cái người nữ, một cái người có tài sản, hay một cái người có sắc đẹp, hay là một cái người như thế nào đấy, thì mình tác ý mong muốn cái điều gì đó, thì cái pháp bố thí đấy nó sẽ là nhân, nó sẽ hỗ trợ cho cái điều mong muốn nó thành tựu. Đấy là lợi ích cho bản thân mình, đấy là thật sự lợi ích cho ta, thật sự lợi ích cho ta. Và cái lợi ích cho người thân, cho những cái người thân đã mất. Ví dụ khi mà mình bố thí, tức là mình tác ý là mong rằng cái phước thiện bố thí này, những cái thân bằng quyến thuộc đã mất rồi, hay tùy hỷ cái phước thiện bố thí này và được nhiều cái lợi an, được nhiều cái sự an vui. Nhưng mình hồi hướng cho người thân đã quá vãng, những cái người đấy mà người ta sinh ra ở những cái kiếp như là thiên thần hay là quỷ thần hay là ngã quỷ đấy. Đấy, rồi người ta sẽ hoan hỷ cái phước thiện đấy, người ta tăng trưởng cái công đức. Những cái người thân đã mất sẽ tăng trưởng công đức được nhờ cái phước thiện bố thí đấy. Đấy là cho nên là cái người chết rồi người ta, người thân là hay lên chùa để cúng bái. Nhưng mà từ cái sự làm phước để hồi hướng cho người thân, người ta biến thành cái gọi là lên chùa cúng để cầu xin nọ kia thì nó biến tướng đi. Chứ cái pháp mà gọi là lên chùa là cúng Phật, cúng Phật để hồi hướng công đức cho người đã mất, thì cái đấy nó cũng là một cái pháp gọi là bố thí và mang lại cái lợi ích cho người đã mất. Vậy thì cứ là lên chùa mình dâng một nén hương cũng là bố thí, mình dâng lên một bông hoa cũng là bố thí, dâng lên trái cây cũng bố thí, rồi là người ta làm xôi chè oản, rồi người ta dâng lên cúng Phật, đấy gọi là bố thí. Bố thí và người ta biết hồi hướng cái phước báo này, cái nợ cho người mất để làm lợi ích cho người mất. Đấy, đấy là cái lợi ích cho người đã mất đã, và lợi ích cho những cái người thân còn hiện tại. Đấy, bây giờ mình muốn cho người thân còn hiện tại được lợi ích thì mình bố thí cho họ, hay là mình bố thí rồi là chia phước cho họ. Nó có hai cách. Ví dụ như là bây giờ mình bố thí xong mà mình muốn có lợi ích cho cái người còn sống ấy, thì là mình phải chia phước cho người đấy. Chia phước bằng cái cách là mình phải nói trực tiếp với người đấy là hôm nay tôi làm cái đã bố thí như thế này, thế này ấy, có bao nhiêu cái phước thiện xin chia đến tất cả mọi người, mọi người hãy hoan hỷ với phước thiện ấy, thì mọi người hoan hỷ lành thay xa thú, cái câu xa thú là tùy hỷ phước ấy. Tức là mọi người hoan hỷ, tức là mình làm bố thí mình hoan hỷ, rồi là người khác cũng hoan hỷ, người khác cũng sẽ được hưởng cái năng lực và lợi ích cho tất cả mọi chúng sinh. Ví dụ như là chúng sinh, cả những chúng sinh là quỷ thần hay là chúng sinh là những người ở gần ở xa, mình chia phước đấy là ai hoan hỷ thì cũng đều được cái hưởng cái sự lợi ích. Thì cái đấy gọi là thật sự là lợi ích cho ta, thật sự lợi ích cho ta. Thì cái hành động bố thí nó đem lại cái lợi ích như vậy. Lợi ích đó là nó tăng trưởng cái phước báo, và nó trở thành cái pháp thí gọi là ba la mật. Một cái người đó, cái người mà làm cái việc bố thí có cái phước bố thí rồi thì mình ước muốn cái điều gì thì cái điều đấy nó sẽ thành tựu, nó sẽ thành tựu ở trong tương lai. Thì đấy là lợi ích, thật sự lợi ích cho ta, lợi ích của sự bố thí. Giữa cuộc đời này đầy những ô nhiễm, thế nào là sự ô nhiễm bởi san tham, tức là trong cuộc đời này đầy rẫy những ô nhiễm bởi san tham, mà ta an trú với sự tâm không ô nhiễm của san tham, thì giữa cái sự bố thí và cái san tham thì nó sẽ là hai cái gọi là nó đối lập nhau. Một cái người mà san tham thì có bố thí được không? San là gì? San có nghĩa là keo kiệt, bỏng sẻn này. Còn tham là ham muốn. Cái người mà tham và san thì sẽ không muốn bố thí.
Vậy cái người bố thí thì sẽ không có san tham, ham muốn có nhiều, và san là keo kẹt bỏ chạy, không muốn chia sẻ, thì cuộc đời là sẽ cuộc đời là bị ô nhiễm bởi san tham. Có nghĩa là trên cuộc đời này phần lớn những cái người sống ở trên đời này là bị ô nhiễm bởi cái san tham này. Đó là chỉ muốn có nhiều đấy, càng nhiều càng tốt, có rồi cũng không muốn chia sẻ cho ai, chỉ muốn giữ cho mình, thì đấy gọi là keo kiệt bòn chẻ, không muốn chia sẻ. Đấy là cái cuộc đời bị ô nhiễm bởi hai cái san tham. Là những chúng sinh sống trên đời có lòng tham tràn ngập, tham là bợn nhơ, làm hỏng cái bản tính thanh tịnh của tâm. Người có lòng tham thì không chịu được được cái sự san sẻ và cho người khác. Người có lòng san tham, ai mà đụng chạm đến một cái tài sản, một cái vật gì đó của mình thì mình sẽ phiền muộn, sẽ đau khổ sân hận. Cho nên là ở đời sinh ra cái sự chiến tranh cướp bóc lẫn nhau vì cái lòng san tham, tham muốn có nhiều, có nhiều lại không muốn chia sẻ nữa. Thì sống giữa một cái cuộc đời này như vậy, đầy dẫy cái sự san tham như vậy, mà mình làm được một cái việc bố thí là mình đã làm một cái việc cao thượng rồi. Thế nên an trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham. Thì cái người bố thí, mỗi khi mình tưởng nhớ đến cái hành động bố thí một cách thanh tịnh và hoan hỷ là mình đang an trú với tâm không ô nhiễm bởi tham. Hay là mỗi khi mình làm cái việc bố thí là mình chiến thắng được cái lòng san tham này. Ở trong lòng mình nó có cái san tham không? Nó có cái san tham. Nó có cái san tham cho nên là bây giờ phải bố thí để làm gì? Để mà cho cái lòng san tham ấy nó yếu đi. Làm cho cái lòng san tham ấy nó yếu đi. Cái lúc mà mình bố thí đấy là cái lúc đấy là cái tâm san sẻ, cái tâm gọi là chia sẻ, buông xả thì là cái tâm đấy là nó sẽ đè nén được cái tâm san tham đấy, nó diệt trừ được cái tâm san tham đấy. Bố thí càng bố thí nhiều thì cái lòng san tham ấy nó càng giảm bớt đi, nó càng giảm bớt. Đấy, hoặc là mình bố thí một lần nhưng mà mình luôn luôn tưởng nhớ đến cái hành động bố thí đấy, thì mỗi một lần mình tưởng nhớ lại cái hành động bố thí đấy thì cái tâm san tham nó nặng mất, nó lại nặng mất và cái tâm thanh tịnh nó lại khởi lên. Vậy thì bây giờ giữa cái việc bố thí với lại cái tưởng nhớ này, bố thí thì cái nào nó dễ làm hơn? Giữa cái việc bố thí với lại hành thiền niệm thí thì cái nào nó dễ làm hơn? Bây giờ cho mình làm hai việc, một là bây giờ ngày nào cũng phải bố thí, hai là bây giờ phải cho mình việc làm cái việc này, ngày nào cũng phải hành thiền niệm sự bố thí, thì mình sẽ chọn việc gì? Chọn việc gì? Chọn việc đi bố thí hay là chọn việc là ngồi thiền để niệm sự bố thí? Hai cái đấy thì cái nào dễ làm hơn? Bố thí dễ hơn hay ngồi thiền dễ hơn? Thế bây giờ mình đi ra ngoài đường mình hỏi xem nào, này bạn đã bao giờ bố thí chưa? Mình xin cái câu trả lời sẽ làm sao? Rất nhiều người đã nói tôi đã bố thí rồi, nhưng mà bây giờ mình đi hỏi là đã hành thiền niệm sự bố thí chưa? Thì có tìm được câu trả lời có không? Thế sẽ rất là ít mà. Vậy thì xưa nay cái người làm cái việc bố thí thì rất là nhiều, nhưng mà cái người hành thiền niệm thí thì rất là ít. Nhưng mà người ta bảo tôi không hành thiền niệm thí nhưng tôi thường xuyên tưởng nhớ đến cái hành động bố thí. Thì tưởng nhớ đấy nó cũng là được, tưởng nhớ cũng là hành thiền. Và tưởng nhớ với cái tâm như thế nào? Tưởng nhớ với tâm như thế nào? Có người tưởng nhớ đến cái hành động bố thí đấy với một cái tâm nó cũng thích thú, nhưng mà thích thú ở cái tâm đó là thích thú vì được khen. Mình khi mình bố thí thì được mọi người khen, thích thú vì được người yêu quý, thích thú vì được nổi tiếng. Bây giờ người đi làm từ thiện nhiều mà xem, sẽ được mọi người thích thú, và mình thích thú người được đăng lên trên báo, được đưa lên truyền hình, phải có thích thú không? Và mình đi làm từ thiện hay là đi bố thí cho ai mà người ta đưa tin tức, người ta đưa lên thời sự thì làm sao? Có hoan hỉ không? Hoan hỉ đấy có phải niệm thí không? Ok, tưởng niệm đến cái hành động bố thí tức là mình phải tưởng niệm đến cái
phải tưởng niệm đến cái tâm nó thanh tịnh, nó chiến thắng được cái san tham. Còn nếu mình tưởng nhớ đến những cái danh, cái lợi của cái việc bố thí đấy, thì nó sẽ trở thành, nó lại trở thành ô nhiễm. Cái tâm đấy nó lại trở thành ô nhiễm. Thì tưởng nhớ đến cái hành động bố thí là mình đã chiến thắng được cái ô nhiễm là san tham. Chiến thắng được cái san tham đấy. Đấy là ta an trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham. An trú với tâm không bị ô nhiễm bởi san tham. Thì cái người thường xuyên bố thí, cái người đấy sẽ an trú với tâm không bị ô nhiễm bởi tham. Hoặc là mình tưởng nhớ đến cái sự bố thí thì tâm nó sẽ an trú trong cái tâm thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi tham nữa. Ta bố thí một cách rộng rãi, ta bố thí một cách rộng rãi. Bố thí một cách rộng rãi. Rộng rãi là làm sao? Tức là bố thí ở trong nhà, nhưng mà tôi không bố thí ra hàng xóm đâu. Như vậy có rộng rãi không? Tôi chỉ bố thí cho những người thân thôi. Ví dụ con cái tôi bố thí thoải mái. Nhưng mà cháu chát đến cho một chút, nhưng mà hàng xóm đến đừng hòng cho gì. Có rộng rãi không? Thì ta bố thí một cách rộng rãi là làm sao? Ai cũng cho phải không? Ai đến cũng cho. Người thân đến cũng cho, người xa đến cũng cho. Tức là có những người ta ở nơi xa đến hỏi là ai? Tôi là cái người không quen không biết gì, không quen không biết thì chỗ khác mình cho những người quen biết. Bố thí một cái rộng rãi thì lại là dù người ở xa đến cũng cho, gần cũng cho, người thân cũng cho, người yêu cũng cho, người ghét cũng cho, người thường cũng cho. Thì đấy là bố thí một cách rộng rãi. Nhưng mà mình có của để mà cho vậy không? Có của để mà cho rộng rãi được vậy không? Nếu mà đến lúc mà sắp qua đời thì mình chi chúc cho ai? Thì phải bố thí rộng rãi, hay là chỉ cho thì chi chúc cho cái người thân yêu nhất. Ta bố thí một cách rộng rãi. Bố thí với một cái tâm quảng đại, tức là mình không có phân biệt cao thấp, thì đấy là bố thí rộng rãi. Bố thí rồi không hối tiếc nữa. Bố thí mà không vì mục đích lấy lợi cầu nợ. Ví dụ bây giờ mình cho người thân thì mình nghĩ làm sao? Mình cho người thân rồi người đấy sẽ cho lại mình cái khác này. Cho người thân nó không mất, cho người thân đâu có mất. Cha cho con rồi con lại cho lại cha. Mình già rồi để hết cho con cái lại lo cho mình, con cháu trong nhà đi đâu mà thiệt. Nhưng mà cho người ngoài thì sẽ mất. Thì đấy là cái gọi là bố thí vì cái mục đích là lấy nợ cầu nợ, lấy nợ cầu nợ. Ngày nay cho nó, ngày mai nó cho mình. Bây giờ mình nghiện rượu chẳng hạn, thì bây giờ mình bảo phải cho nó uống rượu để sau này nó nghiện rượu rồi là nó mới cho mình uống. Có đứa con trai mình uống rượu mình phải cho nó uống rượu lấy lợi cầu lợi. Nên là mình cho người này, mình biết là mai mốt người này người ta sẽ cho mình cái khác, thì cái đấy nó là bố thí với một cái tâm mà có tính toán, thì nó không phải là rộng rãi. Mà bố thí với một cái tâm rộng rãi là bố thí rồi cho không có tiếc nuối nữa, cho rồi thì không vì mục đích lấy lợi cầu lợi. Bố thí không phải vì tiếng khen. Như mình đi bố thí không phải là vì được tiếng khen. Có người bảo tôi cũng đi khắp mọi nơi, đến tận vùng châu, vùng xa tôi bố thí. Nhưng bố thí vì cái gì? Bố thí để được khen. Thì cái đấy mình là không có rộng rãi. Bố thí không phải là vì tiếng khen của người đời. Bố thí với tâm thanh tịnh, không bị chi phối bởi bòn sẻn và san tham. Bố thí không bòn sẻn, không san tham. Thì đấy là bố thí một cách rộng rãi. Rộng rãi là không có phân biệt gần xa, cao thấp. Thế nào là bố thí với bàn tay rộng mở? Bố thí với bàn tay rộng mở. Bàn nắm tay rộng mở là làm sao? Vì mình nắm một nắm thế này, nhưng mà khi mà mọi người đứng thì mình xón cho mỗi người tí 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 tí.
xoắn cho một tí 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 tí. Hay là mình nắm một nắm cái này rồi mình đưa cho mình bỏ toang cái tay ra, xong mình nắm một nắm khác cho. Bố thí với bàn tay rộng mở là làm sao? Rộng mở hoặc là mình cho xong là thấy tiếc quá là lại rút lại, cho lại rút lại. Thế là không thể buông được tay ra, nó tiếc 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 tiếc. Bố thí với cái bàn tay rộng mở. Khi mình bố thí có rộng mở không? Có rộng mở bàn tay không? Hay là với bàn tay hẹp hẹp à? Mình nhúm nhúm một tí nữa. Có người cho một nắm thật to. Đấy, bố thí một cách thận trọng, tức là bố thí với tự tay mình, với chính cái tự tay mình bố thí ấy. Bố thí một cách thận trọng, bố thí một cách đúng thời, hiểu biết nhu cầu của người nhận. Bố thí một cách thận trọng với bàn tay rộng mở. Có cái người bố thí cầm ném cho người ta, cầm này, đây cho này, ném, ném, giống như là cầm cái gì đó, ném vào đầu người ta, để cho, cho, ném trước mặt vào người ta cúi mình nhận. Thì cái hành động bố thí đấy là thiếu cái sự tôn trọng, thiếu hành động, hoặc là cái hành động bố thí không có thận trọng. Bố thí một cách đúng thời, hiểu biết nhu cầu của cái người nhận. Mình phải biết những cái người nhận đấy, người ta đang cần cái gì, người ta đang cần cái gì mình cho. Chứ bây giờ mình cho mà nó không đúng, không cái, cái mà người ta không cần thì mình cho người ta đâu có lợi ích gì đâu. Những người ăn chay mình đây cho cần thịt này, người ta nắc đầu rồi, xong người này dạy thế. Bố thí mà không đúng, không đúng nhu cầu, bây giờ phải biết người ta cần cái gì. Thế là bây giờ có cái ông, bây giờ mình đi ra nước ngoài mình mang thật nhiều tiền, xong là mình ra đấy mình rút tiền mình cho người ta, toàn tiền Việt Nam không, người ta ăn đấy không, chẳng có lợi ích gì cả. Ô sao tiền này ở bên kia mà cho thì ai cũng thích, mà sao sang đây cho người ta nắc đầu. Bởi vì bố thí không đúng nhu cầu, không đúng, không đúng thời. Bố thí với một cái sự từ ái, tôn trọng và biết ơn người nhận. Mình bố thí nhưng mà mình vẫn phải trân trọng cái người nhận thí đó, trân trọng người nhận. Chứ mà mình bố thí mà với một cái tâm coi thường, với một cái tâm coi thường thì nó lại cũng, thì nó không có thanh tịnh. Bố thí một cách chu đáo là những vật thí có lợi ích cho người nhận. Bây giờ những cái gì mà nó bị hư hỏng rồi. Bây giờ có rất là nhiều những cái lấy cái nọ sữa này nó hết hạn sử dụng rồi, mang cho người khác, người ta ăn vào thì người ta bị bệnh thì sao. Đấy là bố thí một cách chu đáo hay không chu đáo. Chu đáo mình xem nó còn hạn sử dụng không, còn sử dụng và thuế cất vào trong kho. Cái nào hết hạn sử dụng rồi mà hôm nay toàn những một cái thùng thuốc nó hết hạn sử dụng mình mang đi cho, cho tới là một sự nguy hiểm. Nên là vậy thì trong khi bố thí phải có sự chu đáo. Những vật có lợi ích cho người nhận, bố thí là cho đi mà như chính mình được nhận lại, cho đi mà mình vui thích như vậy, vui thích giống như là mình đang được nhận lại, cho đi là nhận lại. Bố thí được càng nhiều càng hạnh phúc. Đó là bố thí với một cái bàn tay rộng mở. Bố thí xong rồi thì cái bố thí xong rồi thì mình có cảm ơn cái người mà nhận bố thí được không? Bố thí cho xong người ta lại cảm ơn nhé, cảm ơn nhé, mai lại đến nhận nữa nhé, mai đến nữa nhé. Có bố thí được vậy không? Hay là cái người nhận người ta nặng nề người ta đi, mà không cảm ơn hả? Cho mà không biết cảm ơn à, không được lời cảm ơn à. Thì mình ai cảm ơn ai? Thế tốt nhất mình cảm ơn người ta trước đi mà. Bố thí với tâm hoan hỷ. Tại sao lại hoan hỷ trong sự bố thí? Bố
thi với tâm hoan hỷ. Tại sao lại hoan hỷ? Làm sao để mà hoan hỷ với sự bố thí? Vì bố thí là gieo nhân lợi đạt, sẽ nhận lại cái sự lợi đạt. Cho nên mình muốn khởi được cái hoan hỷ trong cái hành động bố thí. Vì cái người mà mình mà không có hiểu được cái lợi ích của việc bố thí thì mình sẽ bố thí với một cái sự mà nó nuối tiếc. Bố thí với một cái sự xót xa. Còn cái người mà hiểu được cái lợi lạc của cái hành của cái pháp bố thí thì bố thí với một cái tâm hoan hỷ. Tức là cái người đã vì bố thí là gieo nhân lợi lạc thì nên nhận lại được sự lợi lạc. Cho nên là hoan hỷ với việc bố thí. Vì bố thí là gieo nhân lợi ích, sẽ được lại lợi ích. Bố thí là ban trải tình thương, sẽ nhận lại thật nhiều tình thương. Bố thí là giúp người thoát khổ, nên mình cũng thoát khổ. Bố thí là ban cho an vui hạnh phúc, nên mình sẽ được an vui hạnh phúc. Vì thế mà sinh tâm hoan hỷ với việc bố thí. Chứ cái người nào người ta nghĩ là bố thí là mất, bố thí chẳng được cái gì cả, thì người ta có hoan hỷ không? Người ta sẽ không hoan hỷ. Những cái người ta không hiểu, người ta không hiểu rằng là bố thí nó sẽ có lại được cái lợi ích, được cái sự an lạc, được cái phước báo lâu dài. Thì người ta thấy người khác làm cái việc bố thí thì người ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Ôi sao cái người kia dại thế, có bao nhiêu thứ không để mà dùng lại cứ đi cho người khác như vậy. Nhưng mà cái người mà hiểu ra được cái sự lợi đạt được cái sự lợi ích của cái việc bố thí đấy thì người ta lại bố thí được càng nhiều càng tốt. Giống như là đi gieo hạt giống, gieo nhiều thì gặt lại nhiều. Vì vậy cho nên bố thí với cái tâm vì hiểu được sự lợi lạc của nó nên hoan hỷ. Tại sao lại mong được người khác yêu cầu? Bố thí mà lại mong có người khác yêu cầu. Yêu cầu là làm sao? Mong được người yêu cầu, tức là mong có người nào bảo hãy cho tôi cái này, hãy cho tôi cái kia. Đấy là yêu cầu đấy. Nhưng bây giờ ai đến mà yêu cầu mình hãy cho này cho kia thì làm sao? Nó khùng lên. Yêu cầu, thường thường thì mình hay yêu cầu ai? Khi mình thiếu cái gì mình hay xin ai? Hay đến xin ai? Còn bé đến xin bố mẹ gạo lấy tiền để làm cái gì cái kia đấy. Mong có người yêu cầu là mong có người tới xin, mong có người yêu cầu, mong sao có nhiều người đến nhà mình để xin. Vì có người đến xin thì mới có cơ hội để bố thí. Bây giờ không có ai đến xin thì mình biết bố thí cho ai? Chẳng may bây giờ mình sinh lên cõi trời ấy. Ở trên cõi trời thì có ai đến xin không? Sống ở trên đấy suốt đời chẳng bao giờ có cơ hội để bố thí cả. May mắn lắm mới được sinh xuống cõi người này. Mà ngày xưa thì còn thấy có nhiều người đến xin, nhưng bây giờ có thấy mấy ai đến xin không? Bây giờ càng ngày càng ít người đi xin rồi, phải không? Càng ít người đi xin rồi thì làm sao? Thì cái cơ hội mình để được sinh lên cõi trời càng ít. Càng ít, càng có nhiều người đi xin ấy, thì cái cơ hội để cho mình tạo phước nó mới nhiều. Thì sau này cái cơ hội để mình sinh thiên nó mới nhiều. Cho nên là bây giờ mình đi đến đâu mà cứ thấy có nhiều người đi xin đấy thì là làm sao? Mình biết là ở đấy là thiếu phước hay là nhiều phước. Đi đến cái chỗ nào mà người ăn xin đứng đầy đường đi khắp nơi thì cái người đấy ở cái nơi đấy có thiếu phước không? Bảo sao cái nơi này khổ quá nhỉ, sao cái nơi này cám cảnh quá nhỉ, toàn những người đi xin thế này. Còn đến cái nơi nào mà bảo ô cái nơi này không có ai xin xỏ ai hết à, không ai chứng tỏ cái nơi này giàu quá nhỉ. Giàu mà có thật sự giàu không? Thì những cái người đấy giống như người đang hưởng phước. Những nơi giàu có nghĩa là người đấy đang hưởng phước nhưng không có cơ hội để tạo phước. Không có cơ hội để tạo phước. Thì cái này nó giống như cái gì? Nó giống như là những cái người đang ăn những cái đồ ăn cũ ấy.
ăn những cái đồ ăn cũ, mà giống như là cái người đang ăn hết cả thóc giống, ăn ăn hết cả hạt giống luôn, rồi sau không biết lấy gì để ăn nữa, tức là ăn hết hôm nay ngày mai không biết sống bằng cái gì. Còn còn bố thí thì tức là mình còn có thể gieo hạt giống cho tương lai. Khi xưa mà bây giờ một người mà làm vua thì cái người đấy là người rất là có phước lớn, phước lớn thì cái, nhưng mà có ai là làm vua mà mình thấy nghèo. Xưa là có một cái vị vua trong một cái bài kinh nói là có một cái vị vua ở cõi trời đau đớn. Và một hôm ông ấy nghĩ rằng là tại sao có rất là nhiều cái vị chư thiên, vị ấy sinh lên trời sau mình mà vị ấy lại có những cái hào quang ánh sáng rực rỡ, còn mình thì làm vua mà cái hào quang ánh sáng của mình lại không được tỏa chiếu rực rỡ. Thì cái vị vua trời này mới quan sát cái nhân duyên, mới biết được rằng những cái vị chư thiên mới sinh lên cõi trời này sở dĩ có ánh sáng rực rỡ là vì có những cái công đức bố thí đến các cái bậc cao thượng, như là bố thí, như là cúng dường lên Đức Phật và các vị A La Hán. Vì cái công đức của cái sự cúng dường đến các bậc thánh tăng như vậy, đến những cái bậc thánh cao thượng như vậy, cho nên là những vị đó sinh về cõi trời này mặc dù chỉ là thiên chúng nhưng lại có cái hào quang ánh sáng lớn hơn cả vua ở cõi trời. Thế là ông vua cõi trời này ông thấy hổ thẹn và ông quyết định mình cũng phải đi làm một cái việc phước thiện cao thượng. Và lúc đấy ông quan sát ở trong nhân gian thì ông biết là có ngài Ca Diếp, ngài Đạt Maha Ca Diếp đang nhập thiền diệt 7 ngày 7 đêm. Sau đó ngài xuất ra khỏi thiền diệt và ôm bát đi khất thực. Ngài Ca Diếp nói là ta nghĩ rằng ta sẽ đi vào xóm làng của những người nghèo. Ngài Ca Diếp thì rất thương những người nghèo để hóa duyên, để khất thực. Nếu mà ai mà cúng dường đến một cái bậc mà vừa mới xả ra khỏi cái thiền diệt thọ tưởng định thì sẽ có một cái phước báo nó sẽ trổ ngay trong hiện tại, và người đó sẽ có thể sẽ thoát khỏi cái sự nghèo đói ngay trong hiện tại. Thì lúc đấy ông vua này ông ấy dùng tha tâm thông, ông biết được suy nghĩ của ngài Ca Diếp và ông ấy dùng thần lực ông biến ra một cái ngôi nhà rất là nghèo, xong là ông biến ra thành hai vợ chồng của một cái người rất là nghèo và đang ôm một bát cơm đứng chờ sẵn ở đấy. Xong là ngài Ca Diếp đi đến nơi đứng ở trước cửa mới mang cái bát cơm đấy ra, ông đổ vào bát cơm cho ngài Ca Diếp. Thì ngài Ca Diếp lúc đấy ngài không có quan sát, nhưng mà khi mà cái bát cơm vừa mới đặt vào trong bát của mình thì ngài thấy có một cái mùi hương lạ, một cái mùi hương của cõi trời nó rất là cao thượng, và ngài phát hiện ra đây là cái vật thực ở thiên giới chứ không phải là vật thực ở cõi nhân gian. Thì lúc này ngài mới dùng cái tuệ giác, dùng cái thiên nhãn để quan sát, ngài mới biết đây là một vị vua cõi trời. Rồi ngài mới trách cái vị thiên đế, trách cái vị vua cõi trời kia: ông là một cái người rất là giàu có, nhiều phước như thế, sao lại còn đi ăn trộm phước của những người nghèo? Ăn trộm phước giống như là đi cướp cái phước của những cái người ta nghèo khổ. Đáng lẽ cái phước cúng dường này là phải là của những cái người nghèo. Thì ông vua nói mà thực sự con cũng là một cái người rất là nghèo, là một cái người nghèo và đến đây để xin cầu một chút phước. Và sau đó thì ngài Ca Diếp nói là không nên làm như thế, lần sau không nên như thế nữa, không nên như thế, không nên lấy mất cơ hội cúng dường của những người nghèo này. Mà thì cái vị chư thiên rồi, thế cái hành động như thế thì có phước báo thù thắng không? Cái hành động mà giống như đi ăn trộm phước như thế này, lừa gạt ngài để được cúng dường như thế này, thì con có được hưởng phần phước báo không? Thì ngài Ca Diếp nói là vẫn được hưởng phần phước báo. Và sau đó là vị đó trở về cõi trời.
Thì có những cái vị chư thiên ở trên cõi trời cũng còn phải tích lũy cái công đức bằng cái việc là bố thí, bằng cái hành động bố thí, vì ở trên cõi trời không có cơ hội, không có cơ hội để bố thí, nên mà vẫn phải đi xuống nhân gian mới có cơ hội để bố thí. Vậy vậy cho nên là một cái người mà sinh ra ở cõi nhân gian thì có rất nhiều cơ hội để bố thí, nhưng lại rất ít người bố thí. Cái cõi người này thì cơ hội để bố thí thì rất là nhiều. Vì vậy cho nên là nè, ở cái chỗ nào càng có nhiều người đến xin thì cái chỗ đấy càng có cơ hội để mình bố thí. Chính vì vậy mà Đức Phật thường hay dạy các vị tỳ kheo là luôn luôn phải đi khất thực, tức là đi xin ăn, luôn luôn đi khất thực để hóa duyên, để hóa duyên đối với trong nhân gian. Cho nên cứ ôm bát đi khắp nơi để khất thực. Thì cái tăng đoàn của Đức Phật dựng nên một tăng đoàn, thì cái toàn bộ cái tăng đoàn đấy hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng vạn người, toàn là những người đi ăn xin hết. Vậy cho nên là cái thời Đức Phật người đi ăn xin ngập đường, người đi ăn xin khắp mọi nơi, khắp các nẻo đường. Thì nhờ có nhiều người đi ăn xin như vậy thì mới có nhiều người có cơ hội để bố thí, để làm phước. Thì nhờ có những cái cơ hội bố thí làm phước đấy mà thiên chúng đông đảo sau khi chết sinh về cõi thiên giới thường xuyên bố thí. Thường xuyên bố thí thì tâm sản đi không bị cấu uế bởi san tham mới thuần thục. Mình bố thí một hai lần cái tâm, cái tâm sản đi nó không có thuần thục mà phải bố thí thường xuyên, bố thí nhiều lần thì cái tâm ấy nó mới thuần thục. Bố thí thường xuyên thì công đức bố thí nó càng ngày nó càng lớn lên. Công đức bố thí càng lớn thì hạnh phúc an lạc càng tăng trưởng. Vì vậy mà người có hạnh bố thí thường mong được người khác yêu cầu. Thế bây giờ mình có hai cách bố thí. Một là bây giờ mình có một đống tài sản này, mình bố thí một lần cho hết luôn đi. Hai là mình cứ chia ra, mỗi ngày bố thí một tí, mỗi ngày bố thí một tí. Thì cái nào nó có phước lớn hơn? Bố thí một lần có phước lớn hơn hay là bố thí cứ chia ra, mỗi ngày bố thí một tí phước hơn? Thì mình sẽ chọn cái cách nào. Và thôi đằng nào cũng bố thí thì cho một lần cho nó xong, đỡ cho nó nhàn, mai đỡ cực. Có người thì bảo thôi cứ để từ từ mỗi ngày thí một tí cho nó vui, nó có việc làm. Thì cái người ấy, thường thường ấy, là bố thí một cách thường xuyên ấy, thì cái tâm nó sẽ thuần thục hơn. Ngày nào mỗi ngày bố thí một chút, ngày nào cũng bố thí, ngày nào cũng làm cái việc bố thí như vậy thì mình nó sẽ quen với cái hành động đấy, nó được lặp đi lặp lại nhiều lần và nó sẽ nhanh thuần thục. Còn có những người mình bố thí một lần như vậy nhưng mà nó lại trở thành một cái ấn tượng rất là mạnh và mình sẽ tưởng nhớ đến cái hành động đấy rất là nhiều lần, thì nó cũng tạo thành cái công đức, tạo thành cái phước lớn. Thì hai, cho nên một người mà bố thí một lần rất nhiều, người đó cũng có phước lớn, bởi vì khi mà mình bố thí xong mình sẽ tưởng nhớ đến cái điều đó rất nhiều lần với tâm hoan hỷ. Hoặc là có những người bố thí mỗi lần một chút nhưng mà giữ một cách đều đều thường xuyên, nhờ ngày nào mình cũng bố thí như vậy cái tâm nó cũng trở nên hoan hỷ và thuần thục. Nhưng mà cái sự bố thí hàng ngày nhiều lần nó sẽ chắc chắn hơn, cái phước lớn nó sẽ chắc chắn hơn là làm một lần, thì nó sẽ rèn luyện được cái tâm nhiều lần hơn, có cái cơ hội để rèn luyện nhiều hơn. Có tiền chán đổi tiền lẻ mới lần dài tí, lần dài tí, hay là cho luôn một tí tờ chẵn đấy cho nó sẵn. Tại sao lại vui mừng được cho được san sẻ? Vui mừng khi được cho được san sẻ. Nhưng mà mỗi khi mình bố thí mừng, nhìn thấy người đến xin là mừng. Mỗi khi bố thí cứ nhìn thấy người đang thấp thoáng ở đằng xa đến, biết là người này đến xin rồi, mừng quá, mừng hoan hỉ ở trong lòng, rạng rỡ ở trong lòng lên. Có mừng vậy không?
hay là bảo ôi có người đang đến xin đấy, chạy trốn đi, có gì giấu đi. Nó có hai cái tâm trạng đấy. Nhưng mà cái người mà bố thí nhiều rồi thì nó sẽ trở thành cái vận hoan hỷ, được cho, được san sẻ. Cái người cho hoan hỷ hay là cái người nhận hoan hỷ? Người cho hoan hỷ. Vì thường xuyên bố thí đã trở thành thói quen nên mỗi khi được san sẻ là cảm thấy nó vui, nó hoan hỷ. Thì hôm nào mà con bố thí được cái là cảm thấy nó có cái gì đó nó thiếu. Cho nên là ngày nào cũng phải bố thí được một chút gì đó. Cho nên là có những cái người người ta có cái hạnh này. Nếu không bố thí cho ai được cái gì đó tôi sẽ không ăn. Tức là ngày nào cũng vậy. Trước khi vị đó ăn, vị đó phải cho ai được đó cái gì đó. Trước khi mà dùng một cái gì đó tôi phải bố thí trước, sau đó tôi mới dùng. Cho nên là trước khi ăn bao giờ phải gắp cho người khác một cái đó. Nếu mình muốn cái hạnh đấy, mà mọi người ngồi bên mình ăn cùng mâm ấy, thì mà hôm nay tôi phải bố thí trước tôi mới ăn sau, gắp cho người khác ăn đi. Đấy cũng là bố thí đấy, để sau đó mình mới ăn xong. Nên là cái văn hóa của người Việt Nam mình là hay ăn hay gắp cho người khác. Ăn đi, thế là người ta ăn thì mình ăn. Đấy là bố thí. Mỗi lần bố thí này được nhiều người quý mến hơn nên vui mừng khi được san sẻ, vì hiểu được lợi ích của bố thí như đang gieo hạt giống, nghĩ đến kết quả của nó nên vui mừng. Vì mỗi khi bố thí công đức lại tăng trưởng nên cái lòng thanh thản và an vui. Vì không bị san tham chi phối nên được an vui một cách tự nhiên, vì thế mà vui mừng mỗi khi được cho, được san sẻ. Mục đích của hành thiền niệm thí là để làm gì? Pháp thiền niệm thí, Đức Phật lại là hành thiền niệm thí. Vậy hành thiền niệm thí để làm gì? Để thoát khỏi sự ám ảnh của tham sân, có cảm hứng từ bố thí. Để an trú trong định cận hành với đề mục thiền niệm thí, mà để thấm nhuần những đức tính cao quý của bố thí. Mình tưởng nhớ đến cái pháp niệm thí đấy nhiều thì cái tâm của mình nó sẽ trở nên rất là thanh tịnh, trở nên cao thượng, mà nó có thể đạt được những cái sự định tĩnh. Khi mà mình có niệm đến cái sự bố thí rồi thì mình mới hiểu biết được những cái đức tính cao quý của bố thí. Mình tưởng nhớ đến những cái đức tính của bố thí thì mình niệm thí rồi thì mình sẽ bố thí nhiều hơn, và lần sau có bố thí nó sẽ không tiếc nữa. Hành thiền niệm thí thì được lợi ích gì? Lợi ích của cái hành thiền niệm thí sẽ ưa thích bố thí. Tức là mình, cái người nào hành thiền niệm thí hay tưởng nhớ đến sự bố thí với tâm hoan hỷ thì cái người đấy lại ham thích làm việc bố thí, ưa thích bố thí nhiều hơn. Và ưa thích bố thí nhiều thì cái tâm bỏn chèn san tham nó sẽ hết, thì dần dần nó sẽ hết cái tâm san tham. Người đấy sẽ trở thành người không bao giờ còn san tham nữa. Thích cái sự vô tham, lúc nào cũng thích cái, mà lúc ấy thì cần cái tâm tham hay là cái tâm san tham nó khởi lên, mình chịu không được, khó chịu, thích cái sự vô tham. Thì mỗi khi bố thí là nó lại buông xả, cái tâm nó lại buông xả đi, nó lại bớt đi cái tham ái. Thì mình còn nhiều cái thì còn cái để mà tham ái. Ví dụ bây giờ mình có nhiều thứ thì mình sẽ tham ái với nhiều thứ. Mình bây giờ mình có 3, 4, 5, 6 cái nhà thì mình có 3, 4, 5, 6 cái tham ái nữa. Ở cái nhà này no lắng cho cái nhà kia, nên hôm nay ở đây tí mai ở kia thì thôi mai cho bớt đi, cho đi một cái nó bớt đi cái tham ái, ngủ ngon hơn, đỡ no mất trộm. Đấy là nó có vô tham là vậy. Xong là mình nói ừ thì ra mình ít có ít hơn thì mình lại cảm thấy nó an lạc thế này thì mai cho tiếp cái nữa, cho đi rồi lại cảm thấy nó cái an lạc nó tăng trưởng hơn, lại cho nữa. Đấy, mình
Thì đến lúc mình mới nhận ra là ủa, càng cho càng an lạc, càng cho càng an lạc. Thế là cứ vậy là ngày nào cũng phải cho, ngày nào không cho là ngủ không được, ngày nào không cho là ăn không ngon. Thì cái người đấy sẽ trở nên cái sự vô tham, ưa thích cái sự vô tham, ưa thích cái sự san sẻ, mở rộng lòng từ được mở rộng. Khi mà mình đã cho rồi, mình cho ai rồi thì mình còn ghét người đấy nữa không? Bây giờ mình đang ghét, ghét một cái người nào đó rất là ghét, mà bây giờ mình không làm sao mà nguôi được cái nỗi ghét này, nỗi bực tức này, cái nỗi mà nó tức tối này. Bây giờ mang đến cho nó một cái gì mà mình quý nhất, thế là nó còn ghét được không? Hết. Thử làm vậy mà xem. Thử làm vậy mà xem. Đấy là cái lòng từ nó mở rộng là vậy. Cái người mà cho nhiều là cái tâm từ nó sẽ tăng trưởng lên. Cho nên là mình càng ghét ai thì càng cho người đó nhiều. Ghét ai nhiều thì cho nhiều. Cho nhiều là nó sẽ hết cái tâm ghét, hết ghét người đấy luôn. Mà mình cho người đấy rồi thì người đấy còn ghét mình nữa không? Người ta cũng hết ghét mình. Mình cho người ta thì cái tâm ghét nó sẽ hết. Hai người đang giận nhau mà bây giờ có cái gì mình đi cho cứ cho cái người nào mình ghét thì cái người đấy cũng hết ghét mình và mình cũng hết ghét người đấy. Nhưng mà ở đời thì làm sao, người ta hay cho cái người ghét hay hay cho người thương? Người ta hay cho người thương chứ không cho người ghét. Mà cho người thương rồi thì nó có biến thành ghét không? Mà sao cho người ghét thì nó lại biến thành thương? Mà sao cho người thương thì nó lại không biến thành ghét? Cho cái người thương rồi đấy, mà sau lần sau mà không cho nữa thì người ta sẽ ghét. Cho rồi thì phải cho nữa. Người ta cho cái kiểu cho của người thương nữa vậy. Đấy, cho càng nhiều càng ít. Mà cho cái người ghét đấy, thì người ta sẽ nhớ mãi nhớ mãi. Đấy. Cho rồi thì mình sẽ tự tin. Cái người mà cho nhiều thì sẽ rất là tự tin đứng trước đám đông. Cái người mà hay làm cái việc bố thí, mình hay đi cho người khác rồi, mình đi đâu mình có sợ, có rụt rè, có nhút nhát à? Có đi đâu có ngượng ngùng, có ngại ngần gì không? Mà sợ gì, toàn những người yêu quý mình, sợ gì ai? Nhưng mà mình bây giờ cái người nhút nhát ấy, rụt rè là làm sao? Là lúc nào nghĩ chắc người này đã ghét mình, chắc cái người này đang ghét mình. Nếu mà nghĩ như vậy thì nó làm sao? Nghĩ như vậy là tự nhiên nó trở nên ngại, cho nên là không dám đi trước đám đông. Còn những người mà hay cho rồi là sẽ đứng trước đám đông không có ngại gì hết, tự tin, được nhiều người quý mến. Thì đương nhiên là mình cho cái gì cũng cho thì ai người ta chẳng quý. Chỉ khi nào mình hết rồi mình không còn cái cho nữa người ta mới ghét. Hết rồi thì người ta vẫn quý. Đến lúc mình người ta hết rồi mình lại cho người ta, người ta lại cho lại mình, cho nhiều hơn, phước nó trổ. Cho thì không có bao giờ, người càng cho thì sẽ càng còn, còn cái người càng giữ thì sẽ càng hết. Khi mệnh chung thì tâm không tán loạn. Vì cái người mà người ta làm cái việc phước thiện nhiều thì người ta có sợ chết không? Cái người mà giữ bo giữ thì mới sợ chết phải không? Người ta cứ cho hết rồi còn gì đâu phải tiếc nữa, lúc chết thì còn gì đâu mà phải níu luyến. Cho nên là người ta có sợ chết không? Không sợ chết. Còn cái người mà còn nhiều mới sợ chết. Còn nhiều bắt đầu khi chết thì nó nghĩ đến cái gì? Nó nghĩ đến cái tài sản, nó nghĩ đến cái của cải, nó nghĩ đến những cái vật mà mình đang sở hữu đấy. Làm sao mà bỏ nó được, làm sao mà nhắm mắt được. Vì còn quá nhiều thứ không biết bây giờ để cho ai, mà cho thì tiếc, không dám cho ai. Có cho không dám cho. Mà bây giờ muốn giữ thì mình không giữ được, mình phải chết rồi, cái chết nó đến rồi. Bây giờ biết làm sao đây? Thì bắt đầu mới sống, mới chết trong một cái sự vô vọng. Và chết sinh làm ngã quỷ để mà trông coi tiếp cái tài sản đấy. Còn cái người mà cái gì người ta cũng cho, đến lúc chết rất là thanh thản, tự do, không bị trói buộc bởi cái gì nữa. Và sẽ cái người đấy thì không có cái gì ràng buộc đấy, thì người ta sẽ tự do, muốn bay đi đâu thì bay, người ta muốn sinh về cái cõi nào cũng được, còn những cái cõi cao thượng không
Nếu chưa chứng được Niết Bàn thì cũng sinh về một cái cảnh giới cao quý và hưởng phước báo lâu dài. Nên là cái người mà hay bố thí đấy, nếu như là đời này mà chưa chứng Niết Bàn thì cũng chắc chắn là không bị đọa vào những cái cõi khổ đau, thì chắc chắn cũng sẽ được hưởng những cái phước báo ở trong tương lai. Nên là cái lợi ích của cái sự bố thí. Vậy thì ai mà muốn bố thí thì phải hành, thì hành thiền niệm thí nhiều thì nó sẽ thích làm việc bố thí. Mà cái người nào mà muốn hành thiền niệm thí thì trước tiên là phải bố thí. Bố thí với một cái sự thanh tịnh, bố thí với một cái sự hoan hỷ, sau đó mình cứ ngồi, mình tưởng nhớ đến cái sự bố thí đó và mình cứ tác ý. Tác ý là thật lợi lạc cho ta, thật lợi ích cho ta. Giữa cuộc đời bị ô nhiễm bởi san tham mà ta đã không, ta đã ăn trú trong cái sự vô tham. Thế rồi là mình tác ý như vậy. Ta đã bố thí một cách rộng rãi với bàn tay rộng mở. Mong vui thích trong cái sự bố thí. Mong có người đến xin. Thì cái sự mình cứ tác ý đi, tác ý lại như thế. Tác ý đi, tác ý lại như thế. Cho đến khi nó thuần thục ở trong tâm. Thì đấy được gọi là pháp thiền niệm thí. Thiền niệm sự bố thí. Nếu mà ai mà hay có cái tâm, mình có cái tâm bòm sẻ nhiều thì mình niệm thỉnh thoảng niệm thí nhiều, niệm thí nhiều để cho nó tăng trưởng cái tâm hào phóng này. Hết cái bài thiền niệm thí.